Lời thì thầm của Vệ Cáo trêu đùa với nỗi sợ hãi của Quân Chiếu chỉ vì muốn tạo cảm giác như chơi đớ trong cơn mê. Không phải con người mới biết giải tỏa stress mà ngay cả động vật cũng vậy. Nhưng cách mà con Vệ Cáo làm để thỏa mãn nhu cầu thì nghe có vẻ hơi căng. Vệ Cáo thường cho những con Quân Chiếu vào miệng và giả vờ cắn. Mục đích là cho những con Quân Chiếu phải phản ứng lại và tiết ra một loại chất độc sẽ làm cho chúng chảy nước dãi liên tục. Hỗn hợp nước dãi và chất độc đó sẽ được Vệ Cáo xoa lên bộ lông của chúng, giúp chúng xua đuổi được côn trùng gây hại. Tuy nhiên, đây chưa phải là công dụng chính, vì sau khi hỗn hợp ngấm qua đường tiêu hóa thì mới là lúc Vệ Cáo thực sự mong đợi. Đầu tiên, chúng sẽ có hiện tượng sụp mí, đôi mắt chúng trở nên đờ đẫn và dần dần díu lại. Mọi giác quan trên cơ thể bắt đầu lâng lâng phiêu bồng và thời gian với chúng trở nên ngưng động. Lúc này, những con Vệ Cáo trở nên phê pha, cần phải kéo dài gần 1 giờ đồng hồ. Nhưng đối với chúng, bấy nhiêu là chưa đủ, nên chúng tiếp tục lùng sục và vắt kiệt những con Quân Chiếu để kéo dài cơn mê. Cho tới khi không còn biết mình là ai nữa thì chúng bắt đầu chìm vào giấc ngủ, khép lại một ngày dài ngập tràn ảo giác. Trốn chơi ta đưa các em gái đẹp đi tìm một nơi xóa xóa.